nhau đùa say, yêu nhau làm chi nhớ hình ơi, chi rất là thuần, cườm rất là đẹp đấy các bạn nhìn nhau, cườm ống ánh, đây là con mái nhá. Ok, rỉa lông cườm vùng thì giọng thổ và cườm lộ thì giọng kim các bạn ạ. Chim cu bẫy cả một đôi xuống ăn bẫy được, rất là hoang dã Bắc Bộ đang thuần hóa, trao ở chỗ gần người, chúng đã bắt đầu thuần dần đấy. Trước chúng bay loạn, bây giờ đến thì chúng không bay được. Trống, trống này nó bẫy được về, bẫy một cặp một tròn trịa luôn, xuống cả hai, úp được cả hai luôn. Cườm vừng động thổ nhìn rất là anh chi, về làm rộng về đẻ ngay luôn cả đôi, như này thường bán khoảng 1 triệu một đôi.
Chim mà bẫy về thành một cặp chỉ có đẻ trứng cho cú pháp ấp. Cú pháp kêu mô hình trông như ngoài thiên nhiên. Chim này là chim mái nhé. Các bạn nhìn nào. Con chim trống này đang ấp ở trên nấu đào nghe rộng khoảng 3 mét khối. Để xuống ấp chỉ như này thôi. Này cho cho đây là cú mái này. Đấy. Chim đẻ nhưng mà rất là thuần đấy, hung lắm, đang ấp hung lắm đấy. Đấy. Con mái đấy, đấy, đây là con chim cú mái nha các bạn nha, hung lắm. Không ngã nữa. Đấy, đấy. Bộ đi. Bộ ngón tay đi. Đấy. Bộ đi. Ừ. Đấy, cho cái lá vào cho nó trêu nó cho nó hăng. Đấy. Xem em chống ấp kiểu gì. Hôm qua chưa ấp, nay ấp chắc là đẻ. Này là kiểu lại đẻ rồi. Bọn này cho ăn cám đẻ, cho ăn công thức của chim sinh sản đẻ kinh khủng luôn. Đúng rồi. Đâu, ở đây, ui, ấp rồi, ấp rồi, ấp rồi, bắt đầu ấp, đang nằm đây, sẽ được mấy quả, để người ta lại nhặt ra cho cái chim cú Pháp ấp thôi, hăng lắm, tội lắm, đánh luôn mình luôn, chết nào, ấy, ấy, ấy.
Thôi. À, được hai quả trứng, hai quả. Các bạn nha, chim nha, ấp hăng. Nha. Đi ra thôi. Thôi ra đi, ra đi. Chặt trứng của nó hăng lắm. Các bạn nhặt từng quả một nhá. Nhặt hai quả liền là nó vỡ mất trứng đấy. Nhặt đi đi, chúng lại đi đẻ đấy mà. Đây gì cả. Đi bình thường. Ok. Như bạn nhặt trứng, các bạn nên nhặt tay nhúm thế này. Cố gắng là nhẹ, không để chim đạp hay là đập cánh vào trứng. Những cái lúc đấy là hăng mà. Hai đây là hai quả trứng không được tì vỏ vào nhau. Đây là trứng chim cu gáy. Giờ là nóng hổi, mình sẽ nhặt sang chim cu Pháp ấp. Sang chim cu Pháp ấp. Trước khi cho ra thì chúng ta lên đánh dấu. Cho ấp thêm trứng này. Ok, bạn này đánh dấu này, tí bút bi đánh dấu đầu trứng. Khi các bạn đánh dấu này, các bạn xác định được là con nào nở, các bạn theo dõi. Chim này thì nó không cánh, nó không đánh cánh, nó không đánh tay mình luôn vào. Tự nó sẽ đấy 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 đảo trứng đấy đấy đấy. Bọn nắm em này, riêng cái giống chim Pháp, chim Nhật này ấp thì gần như là chuẩn, nuôi cho con cực khéo. Các bạn đấy là cái công nghệ để mình tạo ra những chú chim non và những cặp chim non. Cơ sở mình ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình tên là Vũ Văn Thao. Mình có cung cấp giống chim và các loại chim bẫy, chim mọc và chim chơi, chim non về bón và chim mới chỗ đi các tỉnh phía Bắc và trong Sài Gòn, miền Nam. Thì bên mình cũng có hình thức là qua Zalo bằng số điện thoại, gọi điện thoại với Zalo là bằng số 0163 5305982. Các bạn vào Zalo bằng số đây rồi gọi liên hệ cho mình ở số trên. Rồi kênh YouTube là Chim Cú Gáy Hay, Facebook là Chim Cú Gáy Hay. Cái mail mình đăng ký Facebook là máy tính bao vì a@gmail.com. Các bạn thân mến, có thể các bạn giao dịch mua bán với bên cơ sở bên mình, hoặc
đến để tham quan và rất hoan nghênh được chia sẻ với mọi người trên khắp đất nước. Một lần nữa cơ sở xin thân ái chào các bạn, hẹn các bạn lại những video tiếp theo, mong rằng sẽ đóng góp một phần nho nhỏ vào kinh nghiệm nuôi chim cung gáy và bí quyết để được tốt hơn. Mong các bạn sẽ đăng ký kênh của mình và tiếp tục đón nhận video mới. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tạm biệt thật tuyệt vời.